Cơ sở đồ gỗ Trang Trí xin kính chào toàn bộ khách hàng. Vào đây cơ sở chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một bức tranh bách phúc mà được cơ sở chúng tôi khảm chất liệu là khảm ốc khảm chai rất là đẹp, mà cơ sở chúng tôi mới hoàn thiện xong. Và trước mắt quý vị đây là một bức tranh chữ phúc 100 chữ phúc quý vị nhá, hay gọi là bách phúc, rất là đẹp. Thì sau đây thì cơ sở chúng tôi sẽ quay và review và chi tiết cho quý vị cùng chiêm ngắm về sản phẩm một bức tranh rất là giá trị này. Và bức tranh này thì kích thước của chúng tôi làm là 97 vuông, và phần khung là dày 4 phân quý vị nhé, được làm chất liệu gỗ gụ rất là dày. Đây là phần khung được đục chạm và kết hợp là được khảm triện hoa gấm, và tiếp đến là nòng, phần nòng khung kép được khảm với hình ảnh là khảm chữ phúc đan sen. Và các phần khung thì được làm rất là dày dặn. Và tâm điểm của bức tranh bách phúc này chính là một chữ phúc lớn với hình ảnh khảm chi tiết là khảm long ly quy phụ, mà được cơ sở chúng tôi khảm theo viền chữ phúc rất là đẹp và sang trọng ý nghĩa. Đây là hình ảnh rồng hóa, hình ảnh rùa, chim phượng và kỳ nân, với hình ảnh là khảm với những miếng ốc. Các quý vị có thể xem với những miếng ốc với màu sắc rất là nổi bật, những miếng chai, những miếng khẩu, sen nọng, tất cả tạo nên một bối cảnh và kết hợp nghệ thuật màu sắc và cắt tỉa tạo điểm nhấn cho toàn bộ bức tranh bách phúc này. Và phần khung ngoài thì cơ sở chúng tôi khảm với hình ảnh là tùng, mai, cúc trúc rất là đẹp. Đây là toàn bộ màu sắc quý vị nhé. Và bức tranh bách phúc này thì quý vị có thể treo trong không gian sẽ rất là đẹp và nổi bật, và tăng thêm phần giá trị và kết hợp với nghệ thuật thẩm mỹ, đem lại cho không gian sang trọng và tinh tế hơn. Và ngoài ra thì quý vị có thể làm một bức tranh bách phúc để dành tặng bạn bè, người thân, đối tác sẽ rất là ý nghĩa cũng như là phù hợp. Đây là một sản phẩm tranh bách phúc với chữ phúc ý nghĩa, và đặc biệt với 100 chữ phúc hay gọi là bách phúc thì luôn đem đến một hình ảnh, một nét gần gũi. Và quý vị cùng nhìn lại tổng thể của bức tranh bách phúc này. Và nếu quý vị có nhu cầu và quan tâm về sản phẩm tranh bách phúc này thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng tôi là theo số này là 0979839286, 0825232858 và 0378795962. Thì cơ sở chúng tôi có sản xuất trực tiếp và với giá thành cực kỳ là hợp lý. Những sản phẩm tranh gỗ đẹp thì bên cơ sở chúng tôi luôn cập nhật để gửi đến toàn bộ quý khách, thì quý vị có thể follow, đăng ký kênh cùng cơ sở chúng tôi để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.